Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Nhìn vào tiêu đề thì hẳn các bạn cũng đã biết video này sẽ là chê game. Và chắc chắn còn biết được luôn tựa game nào sẽ có vinh dự được chúng mình sướng tên trong số chê game lần này rồi đúng không? Đó là Dark Souls 2, phiên bản hay bị các fan của Souls lôi ra chửi nhất. Nghe thì thấy lạ nhưng đó lại là sự thật. Vậy ta sẽ tìm hiểu vì sao nó lại chịu số phận như thế. Dark Souls 2 đáng chê ở điểm nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Ok, game on! Đầu tiên mình sẽ giải thích lý do vì sao Phê Game lại đưa Dark Souls 2 vào chuyên mục chê game. Dù đây là một tựa game có điểm số tương đối cao, khác hẳn với game gì đó trong video trước. Dark Souls 2 nhận được điểm số trung bình từ các nhà phê bình game là 91/100 trên Metacritic. Phiên bản Scholar of the First Sin tuy điểm thấp hơn nhưng cũng đạt mức 79/100, có thể nói là khá cao. Tuy nhiên, nếu nhìn vào điểm do người dùng đánh giá, ta sẽ thấy có sự chênh lệch khá lớn. Phiên bản Dark Souls 2 gốc chỉ được 7,2 trên 10 điểm Metacritic. Phiên bản Scholar of the First Sin cao hơn một chút, 7,4/10. Đây là những con số không tệ, nhưng so với mặt bằng chung của cả Soul series thì lại thấp hơn hẳn. Các tựa game còn lại của Soul series đều có điểm số cao đồng đều từ cả phía các nhà phê bình lẫn cộng đồng người chơi, và dĩ nhiên là cao hơn hẳn Dark Souls 2. Vậy lý giải cho hiện tượng lạ lùng này là gì? Vì sao một tựa game được đánh giá là hay nhất nhì năm 2014, thậm chí còn được đề cử cho giải game của năm, lại có điểm số phân cực đến như vậy? Vì sao cộng đồng hâm mộ của Soul series lại gọi Dark Souls 2 với biệt danh con cừu đen của cả dòng game? Chúng ta có thể trả lời ngắn gọn cho câu hỏi trên như sau. Dark Souls 2 quá khác biệt và không mang nhiều chất Souls so với các phần game khác. Hay nói cách khác, Dark Souls 2 tuy là một game action RPG tốt, nhưng khi xét trên cương vị nó là hậu bản và người kế thừa của Demon's Souls và Dark Souls thì nó chưa làm tốt vai trò của mình. Dark Souls 2 chủ yếu vẫn áp dụng lại những công thức cũ đã làm nên thành công của phần game trước, nhưng đã biến tấu nó đi cho khác biệt. Có điều là những sự biến tấu ấy chưa hẳn đã được nhiều người yêu thích. Lối chơi của Dark Souls vốn không thiên về tốc độ, có nghĩa là nhịp độ của gameplay sẽ không nhanh như các game hành động khác mà sẽ chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, Dark Souls 2 lại chậm một cách quá mức cần thiết và nhiều khi cảm tưởng là chúng ta đang chơi game giả lập Thái Cực Quyền chứ không phải game hành động nữa. Di chuyển, chiến đấu chậm đã đành, nhưng đằng này đến lúc uống Aetus Flux để hồi máu mà máu tăng cũng chậm thì có vẻ hơi quá đà. Đành rằng dường như Dark Souls 2 muốn hướng tới sự thực tế nhất có thể, nhưng cơ chế hồi máu chậm rãi này lại gây khó chịu cho người chơi nhiều hơn là thích thú. Một khía cạnh đáng chú ý nữa là thiết kế hitbox của game nhiều khi cực kỳ khó hiểu. Sẽ có lúc bạn tưởng mình đã tránh được đòn rồi, lại nhận ra thanh máu đã bay mất nửa mà không hiểu tại sao mình bị đánh trúng. Thực ra thì việc thiết kế hitbox của game cũng không phải quá tệ, thế nhưng nó không hoàn toàn tốt và thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi. Ngoài ra, trong Dark Souls có tồn tại một chỉ số gọi là độ bền của vũ khí. Nhìn chung đây là một yếu tố thực tế, khi dùng một món vũ khí quá lâu thì độ bền sẽ dần bị mẻ và hỏng, phải đem đi sửa. Nhưng yếu tố độ bền trong Dark Souls 2 thấp một cách đáng kinh ngạc. Dù nó là một thanh trường kiếm hay một cái rìu, một ngọn giáo, thì bạn sẽ thấy chúng nhanh chóng hỏng một cách khó hiểu. Nhiều khi lỡ tay chém vào tường một cái là chỉ số độ bền giảm mất luôn 1/3. Dù vậy, đây chỉ là những vấn đề nhỏ trong cơ chế gameplay cốt lõi, và nếu không quá khó tính thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua được. Vấn đề của Dark Souls 2 nằm phần lớn ở những thứ khác, cụ thể là thiết kế màn chơi và thế giới của game. Để nói cho chính xác thì Dark Souls 2 vẫn có một thế giới được thiết kế và chăm chút khá kỹ và thuộc loại tốt nếu so với những game cùng thể loại. Tuy nhiên, với cương vị là hậu bản của Dark Souls, một game có thiết kế thế giới thuộc hàng đỉnh cao, thì Dark Souls 2 tỏ ra rất kém cỏi. Để làm rõ điều này hơn, chúng ta hãy nhìn lại một chút về Dark Souls để biết tại sao Dark Souls 2 lại yếu hơn trong khoản thiết kế thế giới cũng như thiết kế màn chơi. Dark Souls sử dụng rất nhiều thiết kế bán mở, có nghĩa là game không đi theo lối thiết kế thuần thế giới mở rộng lớn của Skyrim hay GTA. Thế giới của Dark Souls được tập hợp bởi nhiều màn chơi khác nhau và chúng gắn kết bởi vô số lối đi tắt, cầu thang ẩn. Sự kết nối liền mạch đó đã tạo nên cảm giác rằng thế giới của Dark Souls rất rộng lớn và có chiều sâu. Theo đó, Dark Souls 2 cũng học tập kiểu thiết kế thế giới này, nhưng tương đối thất bại. Các màn chơi của Dark Souls 2 không có được sự gắn kết quá chặt chẽ, mà thường chúng rất tuyến tính và thẳng tuột, ít ngã rẽ và lối tắt. Vì vậy nên khi chơi Dark Souls 2, chúng ta sẽ khó có được cảm giác nhập tâm hay có hứng thú khám phá thế giới nhiều như phần game trước. Thiết kế của từng màn chơi cũng không thực sự quá ấn tượng khi thiếu gắn kết với nhau đã đành. Đằng này lắm lúc còn tồn tại nhiều ngõ cụt rất oái oăm. Có một ví dụ của Dark Souls 2 về sự tệ hại trong sắp xếp các màn chơi mà đã trở thành một cái meme kinh điển trong cộng đồng fan. Đó là đoạn khi mà bạn đi thang máy từ một đỉnh núi lên một lâu đài nằm trên hồ dung nham khổng lồ.
Hai màn chơi này được gắn kết với nhau theo một cách vô lý và dở hơi nhất có thể, và thực sự siêu tệ hại. Mặc dù nếu xét hai màn chơi này riêng thì chúng khá ổn, nhưng khi xếp chúng cạnh nhau và nghĩ đến cách game ghép chúng lại, ta sẽ thấy khó chịu và chỉ muốn mở miệng ra chửi. Tiếp theo, đó là sự dở hơi trong việc xếp đặt các bonfire ở vài chỗ trong game nhiều khi khó hiểu đến kỳ quái. Có những màn chơi chỉ có duy nhất một bonfire, nhưng cũng có màn chơi có tận 3 cái bonfire liên tiếp. Cũng có những màn chơi khó đến toát mồ hôi mà lại có lượng bonfire cực kỳ ít và càng khiến game thử thách một cách khó chịu. Việc này dẫn đến một cái đáng chửi tiếp theo là về kẻ địch trong game. Về cơ bản thì chúng vẫn khó nhằn và thử thách, không lạ lắm khi chơi Dark Souls. Nhưng sự khó nhằn đó đến từ số lượng áp đảo đến khó chịu của quái. Nghĩa là bọn này không khó hẳn về sức mạnh mà khó vì trò kéo quân đập hội đồng. Nói thẳng ra là thiết kế quái trong Dark Souls 2 là lấy số lượng bù lại chất lượng, chứ chả thực sự đầu tư kỹ lắm là bao. Việc sắp xếp kẻ địch cũng đôi khi khá dở hơi, khi có một chỗ game đặt một tên lính Hollow cầm nỏ đứng cách điểm bonfire 10 bước chân, không hiểu là để làm gì. Cuối cùng, một mảng rất quan trọng với bất kỳ một game Souls nào, đấy chính là những trận đấu chùm. Dark Souls 2 là tựa game có số lượng chùm nhiều nhất cả dòng game. Nếu tính cả game chính và 3 phần DLC, thì Dark Souls 2 có tổng cộng 41 con chùm, một số lượng điên rồ kể cả với một dòng game như Souls. Nghe qua thì những anh em thích trò thử thách bản thân có thể sẽ hú lên sung sướng vì có nhiều cơ hội được thưởng thức các trận đấu chùm hoành tráng. Nhưng rất tiếc, đám chùm của Dark Souls 2 đa số đều tẻ nhạt chán trường. Số lượng chùm thì nhiều, và đúng là có một số con chùm thực sự chất lượng, nhưng rất nhiều con, nếu không vớ vẩn dở hơi thì cũng là clone của nhau. Ví dụ trong game gốc có một con chùm là Smelter Demon. Sang DLC, chúng ta có một con khác cũng tên là Smelter Demon. Thay đổi mỗi màu sắc bên ngoài, còn lại hình dáng đòn đánh đều y xì. Tất nhiên là gây nhiều sát thương hơn. Nhiều con chùm cũng sở hữu đòn đánh mạnh đến mất cân bằng, và dù thanh máu của người chơi có cao đến thế nào thì ăn một đòn cũng suýt chết. Ngoài ra, đám chùm của Dark Souls 2 cũng khá là khoái trò lấy đông hiếp yếu. Ví dụ như thế này. Thế này. Hoặc thế này. Mấy trận đấu kiểu này chất lượng khá thấp và chúng nhàm chán đến khó tả. Việc có quá nhiều những con chùm được thiết kế theo kiểu lười biếng như thế nên nhiều cũng vô ích. Tất nhiên Dark Souls 2 cũng có những con chùm thật sự đáng chú ý, nhất là những con ở 3 DLC. Nhưng bởi vì tồn tại hơi nhiều mấy con chùm dở hơi cả về thiết kế lẫn các đòn tấn công, nên vẫn nhiều fan của Soul series tỏ ra bực mình. Vấn đề cuối của Dark Souls 2 chính là chuyện muôn thuở của các tựa game downgrade đồ họa. Hồi năm 2013, khi đội ngũ phát triển Dark Souls 2 tung ra một đoạn video hé lộ gameplay, các fan của Soul series đã mừng ra mặt. Đoạn video đó cho thấy Dark Souls 2 không chỉ đẹp hơn các phần trước, mà không khí u tối đặc trưng tiếp tục được giữ nguyên. Thế nhưng đến khi game ra mắt thật, thì tất cả được một phen ngớ người khi chất lượng đồ họa tụt giảm một cách không thể hiểu nổi. Mô đồ nhân vật sơ sài hơn hẳn, texture trong game thì rõ là kém hơn bản demo. Không khí đặc trưng của dòng game Souls được tạo nên bởi những sắc màu tối, thiên về xám cũng mất tăm mất tích. Dark Souls 2 trở nên sáng một cách chói cả mắt. Mọi vẻ đẹp đặc trưng của sự u tối trong dòng game Souls gần như không tồn tại trong Dark Souls 2. Cũng có một vài màn chơi của game đặt bối cảnh ở màn đêm, ít ánh sáng và tương đối ấn tượng, nhưng chúng vẫn không thể tái hiện được không khí u tối của Soul series. Chính bởi sự downgrade cũng như không tái hiện được tông màu u tối đặc trưng, nên những fan trung thành của Souls đã không tiếc lời ca thán về game. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, tất cả những điểm yếu ở trên chỉ thực sự là vấn đề nếu bạn là một fan gạo cội của Souls, hay ít nhất cũng đã chơi một bản nào đó trước Dark Souls 2. Còn nếu bạn chưa chơi một game Souls nào thì những điều ở trên sẽ không gây trở ngại quá lớn tới trải nghiệm khi chơi. Chính bởi thế nên mới có câu Dark Souls 2 là một game hay, nhưng lại là một game Dark Souls tệ. Lý do cho việc này là bởi game được Team B của From Software phát triển và cha đẻ của Souls, Hidetaka Miyazaki cũng không dính dáng gì nhiều đến Dark Souls 2. Bởi vậy nên game mới dở ương ương như thế. Nhưng dù sao thì nó vẫn là một game action RPG chất lượng, độ khó cao và dễ gây nghiện. Game cũng có những mặt tích cực mà ngay cả mấy ông fan Dark Souls tổ xinh nhất cũng phải công nhận, như hệ thống co-op, PvP tốt, phiên bản PC được làm chỉn chu, 3 DLC chất lượng về mọi mặt. Không phải vô cớ mà game nhận được nhiều giải thưởng và thậm chí còn được đề cử là Game of the Year hồi năm 2014. Thế nhưng, chốt lại thì vẫn phải nói rằng một dòng game toàn siêu phẩm như Souls thì việc tồn tại một game nửa mùa như Dark Souls 2 đúng là hơi gai mắt. Do đó, để chấm điểm Dark Souls 2 theo thang điểm của Chơi Game thì chúng mình sẽ đứng trên lập trường của các fan Souls gạo cội để đánh giá.
Vậy nên, chốt lại thì Dark Souls 2 sẽ nhận được điểm số là... hơi rác. Tất nhiên vẫn phải nhắc lại là hơi rác đối với fan của Souls. Còn nếu ai mà chưa chơi Souls bao giờ và muốn thử thì tốt nhất là chơi Dark Souls 2 đầu tiên. Bởi nếu đã chơi bất kỳ game nào trong số Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 3 hay Bloodborne thì bạn sẽ hơi khó để nuốt nổi Dark Souls 2. Nhưng nhìn chung thì vẫn nên chơi game này, nếu không vì muốn một trải nghiệm Souls game khác biệt thì cũng nên chơi để mà còn biết đường chê sao cho đúng. Đó là những ý kiến tới từ cá nhân người chơi và cả người viết bài cho video này. Các bạn nghĩ thế nào? Nó có đúng như những gì các bạn đã trải nghiệm? Còn khía cạnh gì của Dark Souls 2 mà chúng mình quên chưa chê hay không? Hay liệu có bạn nào vì yêu cứ đâm đầu mà vẫn cảm thấy nó rất hay và không có gì đáng để chê hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Game, hãy nhấn subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.